Tiếp tục xin gửi lời chào mừng quý vị và các bạn theo dõi kênh Văn Danh Nhân Sự, và đây là một cây trực liên chi nữa. Các bạn thấy là đây, cái tay của nó là tay nó thẳng. Và cái này thì các bạn thấy là khi cắt sửa nó cũng rất là vất vả. Hiện nay chắc là nó khoảng cao khoảng từ gốc lên nó khoảng trên 2 mét thì đó. Bây giờ thì chúng ta cắt ra lấy kỳ các bạn nhé. Điểm đầu tiên là chúng ta được cái kỳ ở trên ngọn này, là có thể là đã gỡ được tiền ấy rồi, gần đủ rồi, gần đủ tiền cây rồi. Đó. Ngoài ra thì những cái này ta có thể tận dụng những cái đốt kỳ để chúng ta cấy. Ở phía dưới thì chúng ta chỉ tận dụng có cái gốc và tay 1, tay 2. Để cho nó cân xứng các bạn nhé. Bởi vì cái này các bạn biết là nó dài quá. Đây các bạn thấy ngoáy 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 rất là dài. Chúng ta cắt chấp nhận lại vài năm sau và lấy ra mầm mới để chúng ta làm thì nó mới có sự cắt truyền và mềm mại được. Cũng rất nhiều anh em đắn đo lưỡng lự cắt hay không nên cắt. Phần này là đang bị để cháy nắng đây này. Các bạn lưu ý là chúng ta nên che chắn một chút. Rồi, nhấc ra đây, nhấc ngọn đây. Đấy, kỳ này thành một kỳ đẹp này. Đầu mẫu. Cái này gọn ra đấy. Khi mà cắt thì ở đây nó sẽ nảy mầm ra và nó sẽ xù xì u cục. Nó có ánh sáng và bắt đầu khi cắt nó tức, nó bắt đầu nó phát ra các bạn nhé. Tính chứ, tính ngon này, nếu mà không tính thì anh trồng được vứt đi thì có chết. cái này là 7 năm sau anh chưa nhỉ? Thank you.
Cái này trồng ngược trồng xuôi đều ra rễ hết nhỉ. À. Trồng xuôi ra rễ. Trồng lộn ra mà ra rễ được. Trồng ngược cái trồng ngược cái rễ trồng ngược của nó ra hết. Ra hết chứ nhỉ, thế nó răm răm trồng ngược thôi. Rễ trồng ngược cái này. Trồng ngược cái. Rễ thì có sao, rễ nó không sao. Cây cây xanh như thế chỉ chuyển mai cái răm nó ngược thôi, mình ra nó khó thôi. Không nghĩ là hai đầu mình đầu ngọn cắm xuống thì nó ra dễ nó ra hết. Đưa mạnh lên. Đưa mạnh lên, đưa cái gì, đưa hỏng bố mày thôi. Không ra trông nó cắt hết rồi. Bao năm rồi, bây giờ ta thăm như mày, ta thăm như mày mày bữa trước. Ta mua về tính trước cái đâu có phải tham gì. Đeo mẹ thì đúa mẹ 1,5 triệu có khi là bữa rượu thì mẹ 1,5 triệu đâu chăn ngăn được cái gì nữa mà cháu đã nhìn cây đâu. Ông thấy mua bán ở cái đất này thằng nào ra máu cháu chưa? Thế là hơi nhiều rồi đấy. Chưa cần nhìn cây. Cây cháu làm thì hoàn toàn là nhờ anh ấy. Đi vào cái đường lối nó sau này tập với ông là về là có râu kìa. Được không? Cái này kéo kia về được chưa? Đi, ra đấy không? Có cái ghế này mà ra đây nó cũng vướng mất không? Năm nuôi chỉ lấy cái cốt lắp một cái đùi công. Những cảnh này mô không có đây đúng không? Xin xe rồi. Đúng, đúng. Tôi gắn hai cái cành minh họa vào đấy. Tất nhiên thì sau này nó phải bay dài thêm khoảng bằng gần đấy nữa các bạn nhé. Tuy nhiên thì nó sẽ được mềm mại và nó chuyển. Ok, sau này nó chỉ kết thúc cây nó chỉ bằng cái cốt chưa cắt thôi. Rồi cắt theo cái đường phấn kia anh quý. Ừ.
gắt nó dư ra thì cũng được. Các bạn thấy là nó giảm chiều cao đi thì nó mới cân xứng của cây. Bởi vì là một cái thân mà nó dài quá thì... Vâng, đây là đống kỳ. Không biết là vài năm sau có thể có những cây nó sẽ trở thành cây đột biến. Đấy, cây các bạn nha. Bởi vì những cây này nó đã được vài chục năm rồi. Những cây này thì lần trước đầu năm tôi có cắt và bây giờ lần này thì chúng tôi định hình. Đấy, ba vai các bạn nha, lùn này. Đấy, các bạn thấy là nhìn những cây này sau này cho vào cái chậu nhỏ thôi, hai người khiêng thôi. Chơi nó rất là nhẹ nhàng. Bây giờ thì vẫn đang nuôi thì ở cái chậu này được. Lùn, nhẹ nhàng. Còn cao trên 2 mét và bây giờ các bạn thấy nó chỉ còn 50 phân gì đó thôi. Các bạn theo dõi một cây xanh liên chi trên 2 mét. Và chúng tôi cắt lùn xuống nữa, cho nó việc thuận tiện tỷ lệ cây. Nó không bị quá bị đượn. Sau này chúng tôi sẽ tiếp tục biểu diễn ở đây. Cái này thì nó sẽ được bay ra một chút các bạn nhé, thì nó không như thế này nữa, nó sẽ trường ra. Ở đây chỉ gọi là gắn cành mà để gọi là tượng trưng thôi. Và cũng có, tôi tin rằng có rất nhiều anh em đang có những cây xanh như thế này. Các bạn có thể tham khảo cách làm từ Tiến Sự. Nếu chưa mạnh dạn thì có thể alo cho Tiến Sự với số điện thoại 0977 722 623. Và Tiến Sự phục vụ cho các nhà vườn cũng như những người đam mê nghệ thuật tất cả các tỉnh thành, đặc biệt là dành cho miền Bắc, tiếp đến là miền Trung. Và tôi cũng xin khép lại video ở đây. Ở kia tôi cũng đang cắt rất nhiều những cây xanh tạo dáng nghệ thuật, nhưng mà nó nhiều quá tôi cũng không làm video được. Làm một số những cây cần thiết để cho anh em tham khảo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong video sau.